Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm cơm cháy chiên giòn với cái phần nước sốt ăn cùng rất là đặc biệt, rất ngon. Nếu mà các bạn yêu thích cái món ăn này thì hãy cùng bắt tay vào làm với mình nha. Để làm cơm cháy chiên giòn thì mình đã chuẩn bị đầu tiên là một tô cơm nguội, tiếp theo là 100g thịt heo xay, thịt có nạc lẫn mỡ nha các bạn, và 40g hành lá, vài củ hành tím và vài trái ớt. Đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái phần thịt xay này. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 ít hành tím đập dập băm nhỏ. Rồi mình dùng đũa trộn đều và ướp trong 10 đến 15 phút cho thịt thấm gia vị. Tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần hành và ớt. Hành củ thì các bạn đập dập và băm nhỏ ra. Hành lá thì mình cũng sắc nhỏ, còn ớt thì các bạn hãy bỏ hột rồi băm nhỏ ra. Sau khi chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu thì mình sẽ đi nấu cái nồi nước sốt trước. Đầu tiên thì mình sẽ bắt cái chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hành, tỏi đập dập băm nhỏ vào phi thơm. Khi hành đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho thịt xay vào. Mình đảo đều. Mình đảo đều cho tới khi thịt nó hơi săn lại. Lúc này thì các bạn hãy hạ lửa nhỏ rồi mình cho gia vị vào. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước lọc, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh sốt mayonnaise. Ớt băm nhỏ mình cũng cho vào luôn. Rồi mình dùng đũa đảo đều. Khi mà cái nồi nước sốt nó đã kêu sền sệt lại rồi thì mình sẽ tắt bếp và cho hành lá vào. Mình đảo đều một chút xíu nữa là xong. Như vậy là cái phần nước sốt mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị cơm. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một phần cơm ra, rồi mình dùng tay vo tròn. Mình lót một cái túi nhựa lên thớt cho nó khỏi dính. Rồi mình dùng dao cắt cái phần cơm này ra thành nhiều phần bằng nhau. Các bạn cắt ra như vậy thì một lát nữa khi mình làm cơm nó sẽ đều nhau, nhìn nó đẹp hơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái túi nhựa 1 ký, rồi mình gấp cái túi nhựa lại cho nó có những cái nếp. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bỏ một cái phần cơm lên đây, rồi mình gấp cái túi nhựa lại như vậy.
Các bạn hãy dùng tay đè cho cơm nó đều hết bốn cái góc túi nhựa. Xong rồi thì mình sẽ dùng chày hoặc là một cái cây lăn, mình lăn cơm ra. Đó, các bạn lăn ra như vậy. Như vậy là mình đã có một miếng cơm rất là vuông vức rồi nè các bạn. Trước khi lấy cơm ra thì các bạn hãy nhớ nhúng cái tay qua cái chén nước cho nó khỏi bị dính nha. Sau khi mình đã chuẩn bị xong cái phần cơm rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Cái món này thì mình vẫn thích chiên nhiều dầu nó mới giòn ngon các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu ăn vào cái chảo, bật lửa chờ cho dầu thật là nóng. Khi dầu đã nóng rồi thì các bạn hãy cho cơm vào chiên. Khi cho cơm vào chiên thì các bạn đừng có trở liền nha. Các bạn hãy để cho cơm nó hơi cứng một chút rồi mình mới trở cho nó khỏi dính đũa. Khi mà cái mặt cơm đã cứng rồi thì các bạn hãy trở thường xuyên cho đến khi cơm nó vàng, giòn đều hai mặt. Mình sẽ vớt ra dĩa. Các bạn nhớ lót giấy thấm dầu nha. Các bạn xem, cơm của mình nó rất là giòn luôn nè. Với cái phần nước sốt này thì các bạn có thể chấm ăn hoặc là mình phết lên miếng cơm cháy như vậy. Trông nó rất là hấp dẫn luôn các bạn. Khi nào có thời gian thì các bạn hãy làm ăn thử nha. Mình chúc cho các bạn ai cũng làm thật là ngon. Và các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký để nhận thêm nhiều video món ăn ngon tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.